Công an Bà Rịa Vũng Tàu vừa bắt tạm giam Phan Trường An, 42 tuổi, cùng vợ là Vương Thị Tâm, 40 tuổi, cùng trú tại thành phố Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi thuê giang hồ đòi nhà và đánh chết người. Theo điều tra, giữa năm 2017, vợ chồng An mua một căn nhà ở đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu. Do nhiều lần đến mà không lấy được nhà, nên vợ chồng An đã thuê một nhóm giang hồ từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thành phố Vũng Tàu, bắt vợ chồng người bán rồi hành hung khiến một người tử vong. Ngoài hai vợ chồng An và Tâm, công an cũng đã bắt ba đối tượng trong nhóm côn đồ trên. Một vụ tai nạn lao động thương tâm mới xảy ra tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, khiến một công nhân chết thảm. Theo cơ quan công an, trong lúc đang xây dựng công trình công ty bảo hiểm Pergico, do bất cẩn trong lúc ép cọc, nạn nhân bị hai trụ tháp chèn tử vong tại chỗ. Trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, một chiếc xe container bất ngờ mất lái, leo lên vỉa hè, tông gãy hai cây xanh bên đường. Tài xế container rơi xuống đường tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, xe container bị hư hỏng nặng, chắn ngang đường, khiến giao thông bị ùn tắc gần 10 km. Còn tại tỉnh Bình Thuận, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, một xe tải chở thư báo lưu thông hướng Bắc Nam đã tông trực diện vào hai vợ chồng chở nhau trên xe máy, lưu thông hướng ngược lại. Cú tông làm hai người tử vong trên đường đi cấp cứu. Qua camera an ninh, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do hai vợ chồng đi xe máy sang đường đột ngột, xe tải chạy với tốc độ cao đã không xử lý được tình huống. Trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, một xe khách dừng nằm lưu thông hướng Bắc Nam đã tông vào đuôi một xe đầu kéo đi cùng chiều phía trước. Tai nạn đã khiến nhiều hành khách phía bên xe khách dừng nằm bị thương. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn phải sử dụng máy cắt để cắt một phần cấu kiện của xe khách và sau hơn 2 giờ mới đưa được các nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu. Ủy ban Nhân dân huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định cách các chức vụ trong đảng, cách chức hiệu trưởng đối với ông Phan Xuân Hạnh, phó bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường trung học cơ sở EFP do bị tố nhận tiền chạy việc. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Krông Park nhận được đơn của cô Bùi Thị Thùy Lê tố cáo ông Hạnh có hành vi nhận 210 triệu đồng để lo cho cô Lê vào làm hợp đồng và chạy vào biên chế tại trường trung học cơ sở EFP. Quá trình xác minh, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Krông Park kết luận đúng như đơn tố cáo. Khi không lo được biên chế cho cô Lê, ông Hạnh dây dưa không trả hết số tiền đã nhận. Thưa quý vị, tại Hà Nội đã có một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại chợ Quang nằm dọc đường Kim Giang thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Theo một số người dân thì khả năng một hộ trong lúc xào rán đã để xảy ra cháy. Ngay cạnh đó là gian hàng bán vàng mã nên lửa bốc to. Do đặc thù chợ này nghỉ trưa, 3 giờ chiều mới bán trở lại nên khi có cháy không ai phát hiện ra. Hiện thì cả chợ Quang đã cháy hết. Như chúng ta thấy, thậm chí một tấm bê tông đã sập xuống. Nhiều người dân vẫn cố gắng lấy tài sản, trong khi lực lượng chữa cháy và 5 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Chợ Quang mới được xây lại cách đây 5 năm. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một công ty cổ phần nhựa Rạng Đông trên đường Lạc Long Quân, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, khói lửa bắt nguồn từ đường ống dẫn dầu cấp nhiệt phía ngoài xưởng. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 11 đã điều xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ đến phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa sau ít phút. Nguyên nhân bước đầu được lực lượng chức năng xác định do rò rỉ dầu trên đường ống này. Chỉ trong tháng 1 năm nay, đã có hơn 146.000 lượt khách Trung Quốc đến Nha Trang, tăng gần 150% so với cùng thời điểm năm ngoái. Dự báo đưa ra, mùa du lịch hè năm nay, du khách Trung Quốc sẽ dẫn đầu về lượt khách quốc tế đến với Nha Trang, Khánh Hòa. Sự gia tăng lượt khách Trung Quốc đến với những điểm du lịch như Nha Trang không quá bất ngờ đối với nhiều người, bởi liên tục 3 năm nay, Nha Trang là điểm đến mà khách Trung Quốc thường lựa chọn. Năm ngoái, Nha Trang đã đón hơn 1,1 triệu lượt khách Trung Quốc. Không riêng Nha Trang, nhiều điểm du lịch khác trên cả nước thời gian gần đây cũng trở thành điểm đến của du khách Trung Quốc. Con số từ Tổng cục Thống kê, năm ngoái có hơn 4 triệu lượt khách Trung Quốc đến nước ta, chiếm 30% tổng lượt khách quốc tế. Nói cách khác, cứ 10 khách quốc tế đến Việt Nam thì có 3 khách là người Trung Quốc. Những con số vừa rồi cho thấy sự tăng nóng về lượng khách Trung Quốc đến du lịch tại Việt Nam. Với ngành du lịch, khách tăng lẽ ra là điều đáng mừng. Thế nhưng những người làm du lịch mừng thì ít mà lo thì nhiều. Bởi vì một nghịch lý kéo dài từ khi khách Trung Quốc tăng mạnh, đó là phát sinh nhiều hệ lụy tồi tệ. Đó là những hệ lụy gì? Những hình ảnh sau đây ghi nhận từ thành phố biển Nha Trang, nhưng cũng là thực tế chung ở nhiều địa bàn du lịch. Không dễ biết được những gì bên trong cánh cửa này. Chỉ biết rằng, ngày nào cũng có hàng chục chiếc xe chở khách du lịch Trung Quốc dừng chân ở đây. Mỗi du khách khi bước vào bên trong được phát một chiếc thẻ ra vào. Tòa nhà không hề có biển hiệu như những cơ sở kinh doanh du lịch thường thấy tại Nha Trang. Và nếu không nằm trong đoàn khách du lịch Trung Quốc, không ai dễ bước chân vào bên trong.
thì mình cũng không được vào, cho nên mình không biết, nhưng mà nghe nhân viên rồi trong đó nói lại thôi. Tour Trung Quốc đi qua thì bán những cái hàng lưu niệm đó. Tour du lịch không đồng đến lúc này không còn là điều mới mẻ. Những người làm du lịch ở Khánh Hòa không khó để nhận diện điều đó, nhưng lại không dễ giải quyết bất cập này. Hoạt động tham quan, mua sắm của khách du lịch Trung Quốc đi theo tour không đồng được ấn định theo đơn vị bán tour. Còn những người làm du lịch ở Khánh Hòa không mấy hưởng lợi, cho dù đông lượng khách Trung Quốc đến đây. Nhiều cái công ty lữ hành Trung Quốc có nói với chúng tôi á, là vì cái khách mà bay thuê chuyến á, họ đến đây, họ đang bán dưới giá thành. Lý do đó, muốn để thu hồi vốn hoặc là lấy lãi, thì họ phải bán được những cái cảnh điểm, những mình gọi là optional tour, hoặc là đưa đến những cái khu mua sắm để họ lấy hoa hồng. Điều mà những người làm du lịch ở Khánh Hòa lo ngại là đã phát sinh những nhiễu loạn trên thị trường du lịch kể từ khi khách Trung Quốc tăng mạnh. Tạo ra một cái thị trường du lịch rất là bất cập, và những cái công ty du lịch họ tổ chức tour bài bản với những cái dịch vụ cao cấp hơn thì gần như họ bị thị trường này chiếm lĩnh. Đáng ngại nhất, nhiều lao động Trung Quốc núp bóng du khách trực tiếp làm những công việc như hướng dẫn viên, điều hành tour, bán hàng. Thời gian qua, các cơ quan chức năng ở tỉnh Khánh Hòa không ít lần xử phạt, trục xuất những lao động là người Trung Quốc làm việc trái phép. Năm ngoái, Công an tỉnh Khánh Hòa đã trục xuất 24 người lao động chui, chủ yếu là người Trung Quốc. Chỉ riêng tình trạng người Trung Quốc lao động trái phép tại Việt Nam đã là việc rất khó kiểm soát. Trong khi đó, vẫn còn nhiều góc khuất khác trong hoạt động du lịch của du khách Trung Quốc, cho đến lúc này vẫn chưa được quản lý chặt chẽ. Đây cũng là lý do mà gần đây nhiều ý kiến cho rằng là cần phải hạn chế tăng nóng khách Trung Quốc. 3 năm qua, kể từ khi khách Trung Quốc đến với Nha Trang liên tục tăng hơn 100% mỗi năm, thì cũng là lúc dòng khách từ châu Âu, từ Mỹ đến Nha Trang là giảm từ 20 đến 30%. Sự mất cân đối giữa các thị trường khách quốc tế khiến cho những người làm du lịch ở Nha Trang lo ngại. Khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng nóng, gây áp lực về hạ tầng nhân lực du lịch. Nhưng ngược lại, mức chi tiêu của khách Trung Quốc khi đến Nha Trang lại khá thấp. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp du lịch ở Khánh Hòa cùng đưa ra quan điểm là cần phải hạn chế tăng nóng lượng khách Trung Quốc. Hạn chế bằng hai cách: một là hướng đến thị phần du khách Trung Quốc chi tiêu cao; hai là phân luồng du khách quốc tế, đa dạng khách quốc tế, chứ không tập trung vào một dòng khách theo kiểu bỏ hết trứng vào một giỏ. Hạn chế tăng nóng khách Trung Quốc bằng những cách như vậy liệu có dễ thực hiện hay không? Cũng cần nói thêm, chuyện này xảy ra không riêng ở Việt Nam mà nhiều nước khác cũng vậy, và gần nhất là trường hợp của Thái Lan. Cách mà ngành du lịch Thái Lan đã làm để hạn chế tăng nóng khách Trung Quốc cũng là phân luồng du khách quốc tế. Những ý kiến sau đây là những góc nhìn xung quanh vấn đề giảm áp lực cho tình trạng này. Thứ nhất là chúng ta phân luồng khách. Ví dụ như là khi bạn sang Phuket, bạn sẽ thấy có những khu vực chỉ có khách Pháp. Rồi tương tự như vậy, có những khu vực rất là rộng lớn, chỉ tập trung vào khách Trung Quốc. Thì tôi nghĩ đối với Nha Trang, chúng ta có một cái bờ biển dài. Nếu chúng ta có một cái sự tổ chức khéo léo, chúng ta cũng có thể phân luồng như vậy. Cái cách thứ hai, rất là nhiều nước họ đã làm, đặc biệt châu Âu chẳng hạn. Họ đã sử dụng hình thức là họ hạn chế những chuyến bay thuê bao. Giai đoạn đầu, họ vẫn để những chuyến bay thuê bao vào để cái điểm đến được biết đến nhiều hơn. Nhưng sau khi rất là nhiều người đã biết đến điểm đến, ví dụ như Nha Trang, lúc đó họ bắt đầu hạn chế chuyến bay thuê bao và tăng cường chuyến bay thương mại. Thì chúng ta phải có cái dịch vụ cho thực tốt, và nhất là nguồn nhân lực. Cái quan trọng là chúng ta đầy đủ dịch vụ, chúng ta đủ sức để làm tour, lữ hành. Chúng ta đủ sức làm hướng dẫn viên, chúng ta đủ sức quản lý để đón tiếp cái khách Trung Quốc. Cái này thì phải có cái liên kết, nhất là về mặt quản lý nhà nước. Phải có cái chế tài, cái kiểm tra, kiểm soát thực kỹ. Bên cạnh đó, hiệp hội cùng với lại các doanh nghiệp về lữ hành, về khách sạn, về nhà hàng, về khu vui chơi giải trí, tất cả phải có cái đồng lòng hiệp lực. Phân luồng du khách, đa dạng thị trường khách quốc tế, những người làm du lịch đều biết cần phải làm như thế. Nhưng lâu nay thì đây lại là chuyện dễ, bởi vì cách làm du lịch nhỏ lẻ manh mún. Những bất cập trong quản lý hoạt động du lịch của khách Trung Quốc, ngoài những nguyên nhân về lượng khách tăng mạnh thì còn có cả những cái hạn chế yếu kém trong cách làm du lịch và quản lý du lịch.
Do vậy mà để hạn chế tình trạng này, điều cốt yếu là làm sao để du lịch Việt Nam thực sự mạnh cả về hạ tầng cũng như nhân lực. Trong vòng 20 năm qua, tốc độ gia tăng của các bệnh viêm khớp do gút tại Việt Nam gia tăng chóng mặt và hiện có hơn 22.000 người mắc chứng bệnh này. Bệnh gút không còn được xem là bệnh nhà giàu mà xuất hiện ở khá nhiều bệnh nhân thuộc nhóm gia đình có thu nhập ở mức trung bình. Người bệnh gút thường thờ ơ, nhầm lẫn với viêm xương khớp đơn thuần, đến khi xuất hiện những biến chứng nặng mới đến bệnh viện. Nhiều nhất là việc xuất hiện những khối u nhỏ trên dịch khớp hoặc các mô mà ngành y tế gọi là cục Toffee. Khi bệnh nhân có biểu hiện đau nhức ở bàn ngón chân một hay những vị trí khác mà chúng ta nghi ngờ gút thì nên đến những cái cơ sở chuyên khoa về nội khớp để được các bác sĩ này cho xét nghiệm nồng độ axit uric trong máu. Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân khi cục Toffee đã biến chứng đến mức gây hoại tử. Một số bệnh nhân mắc chứng gút lâu ngày nhưng chỉ tự mua thuốc uống giảm đau nhức hoặc trị viêm khớp thông thường. Có trường hợp người bệnh còn đi cắt lễ dẫn đến những biến chứng nặng nề hơn. Đối với những bệnh nhân mà đã xuất hiện Toffee rồi thì người nhà không được tự ý cắt lọc hay là lễ gì đó để nó sẽ gây nên cái tình trạng nhiễm trùng. Và nếu đã nhiễm trùng rồi thì người nhà phải đưa đến bệnh viện để cơ sở y tế xử lý. Về thực phẩm, người bị bệnh gút cần hạn chế ăn nội tạng động vật, hải sản, các loại thịt màu đỏ, một số loại rau như đậu Hà Lan, rau đay, mồng tơi, không uống rượu bia và đặc biệt là phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên cùng một chế độ vận động phù hợp.